Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam và Lào đã đang hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế trong khu vực và thế giới. Đặc biệt, do có biên giới đất liền nên quan hệ thương mại Việt-Lào luôn được chính phủ hai bên quan tâm và phát triển. Tuy nhiên, hàng hóa của Việt Nam dù đã được người tiêu dùng Lào ưa chuộng, nhưng vẫn khó phát triển do bị cạnh tranh gay gắt với hàng Thái Lan và Trung Quốc. Mặc dù là thị trường còn khiêm tốn về dân số, nhưng trong những năm qua, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã tích cực chủ động tiếp cận thị trường Lào bằng việc tham gia các hội chợ do Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương tổ chức. Các doanh nghiệp đã có cơ hội tham quan, tìm hiểu về thị trường này. Sau khi mang hàng hóa tham gia hội chợ tại Lào, cho đến nay công ty gốm sứ Mỹ Nghệ xuất khẩu Quang Vinh đã được chú ý đến. Dù kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Lào mới chỉ dừng ở mức khiêm tốn là hơn 1 tỷ đồng năm 2015, nhưng hiện tại sản phẩm của doanh nghiệp này đã thậm khắp từ viên chăn đến lương pha bang. Thì chúng tôi đánh giá rằng thị trường Lào là một thị trường rất là tuyệt vời, rất tốt. Và nó phù hợp với các cái sản phẩm mà do các nữ chủ doanh nghiệp của chúng tôi sản xuất ra. Chúng tôi sang đấy thì chúng tôi cũng đã tìm được cái đối tác của mình để là cái kênh phân phối độc quyền cho gốm sứ Quang Vinh tại Lào. Và hiện nay thì cái mảng phân phối ở bên ý đã rất tốt, phủ kín cho từ viên chăn và đến luông pha băng. Hàng tiêu dùng của Việt Nam mặc dù được người tiêu dùng Lào ưa chuộng, nhưng vẫn bị cạnh tranh gay gắt khi phải chống chọi với sản phẩm của Thái Lan và Trung Quốc. Mạng lưới phân phối hàng Việt tại Lào như là chợ, cửa hàng, siêu thị lại chưa được quan tâm thiết lập. Điều này thể hiện sự thiếu liên doanh liên kết giữa các doanh nghiệp sản xuất và phân phối Việt Nam trong việc cung ứng hàng hóa. Không chỉ yếu về hệ thống phân phối, hàng Việt còn kém cạnh tranh hơn so với hàng Thái, hàng Trung Quốc vì hệ thống cơ sở hạ tầng còn yếu kém, đã khiến cho lưu thông hàng hóa bị hạn chế đáng kể do thời gian thông quan kéo dài. Trong khi đó, hơn 90% kim ngạch thương mại song phương Việt-Lào được thực hiện qua đường cửa khẩu biên giới. Đối với thị trường Lào mà riêng về cái kho bãi rồi là hàng hóa vận chuyển hoặc là đường xá giao thông để đưa đến những vùng sâu vùng xa thì họ còn rất khó khăn. Cho nên là chúng tôi thì thực lòng mà nói thì là hàng hóa chúng tôi đưa sang chúng tôi tìm đối tác, chủ yếu là các nhà phân phối lớn. Thế còn sau khi mà họ nhận hàng của chúng tôi rồi thì họ lại phân phối lại cho các cửa hàng hoặc là các những công ty bán lẻ ở cái thị trường Lào. Thì cái chỗ đấy thì tôi nghĩ rằng là các nhà phân phối lớn người ta cũng phải tính được cái chỗ phân phối. Hiện doanh nghiệp Việt Nam đã nhận thức được vấn đề này. Theo đó, để trụ vững ở thị trường Lào, hàng hóa Việt Nam cần phải nâng cao chất lượng, bao bì mẫu mã và phải tổ chức được hệ thống phân phối như xây dựng chợ, trung tâm thương mại, tuyến chợ ở biên giới, v.v. Theo số liệu thống kê, tính đến hết tháng 5 năm 2016, kim ngạch thương mại hai nước đạt 375 triệu đô la Mỹ. Trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Lào đạt 195 triệu đô la Mỹ, còn nhập khẩu của Việt Nam từ Lào đạt 180 triệu đô la Mỹ. Hai bên đang phấn đấu để đưa kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước tăng trưởng khoảng 20% trong năm nay. Mà các doanh nghiệp Việt Nam mà tận dụng tốt các cái điều khoản và các cái điều khoản trong hiệp định ấy, thì chúng ta còn có thể hỗ trợ nhau trong cái việc khai thác tốt hơn nữa các cái cơ hội ở trong ASEAN. Ví dụ như là cái việc hợp tác trong sản xuất, hợp tác trong cái đầu tư, chúng ta không chỉ giúp cho khai thác tốt cái hành lang kinh tế, tức là các cái gọi là cái cơ chế hợp tác trong hành lang kinh tế đông tây, mà chúng ta cũng trên cơ sở là hợp tác đầu tư, chúng ta sẽ tận dụng tối đa được cái lợi thế về vị trí địa lý, lợi thế về các cái hợp tác trong lĩnh vực là dịch vụ hỗ trợ thương mại, thì chúng ta giúp cho cái thương mại hai nước phát triển và qua đó là hỗ trợ cho cả cái việc phát triển của các cái nước trong tiểu vùng sông Mekong. Trong bối cảnh cộng đồng kinh tế ASEAN đã được hình thành với nhiều cơ hội và thách thức đặt ra giữa các nước thành viên ASEAN, quan hệ hữu nghị hợp tác đặc biệt giữa Việt Nam và Lào một lần nữa được khẳng định và phát huy. Các hiệp định thương mại giữa Việt Nam và Lào sẽ góp phần thúc đẩy kim ngạch thương mại giữa hai nước nhờ những ưu đãi thuế quan đặc thù, đồng thời giúp cho cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu trở nên đa dạng hơn.